Ok mọi người, lúc nãy là em đi từ cái đường này qua nè mọi người. Đây, đây là cái cửa bí mật nha, đi qua. Giống như mật thất mà coi phim gì ở Hồng Kông á, phim Tàu á. Mật thất đi từ đây ra, đó, từ bên kho. Thì ở đây là phòng của boss, thì anh chế có thể đi từ đây qua phòng kho được để xem nhân viên công nhân họ làm hoặc là có thể kiểm tra hàng hóa các thứ. Ok mọi người, em có một cái món này rất là hay ho giới thiệu mọi người chúng ta ha. Thì trên tay em là một cái đo nhiệt độ trong bẫy cá nha mọi người. Đó. Và cái này nó hay ho một cái là nó có cái wallet. À, tức là mình có thể kết nối qua smartphone và mình ví dụ như mình đi chơi, mình đi ở đâu đó xa mà mình muốn biết cái nhiệt độ trong cái hồ cá mình là bao nhiêu thì mình có thể sử dụng cái này. À, nó rất là đẹp nha. Em mới mở ra xem rồi. Đây, cho mọi người có thể xem. Wow, đó, ok chưa? Cái thằng này á, nó có Lúc ngủ cái nút ngủ đây, là recharge, tức là nó có sẽ sạc được, mà nó không phải là xài pin, nó không phải xài pin mà nó có thể sạc được nha. Cái này là keo hay mặt để mình dán vào trong cái bẫy cá nè. Còn đây là cảm biến nhiệt nè, đó, là mình sẽ chắc là hết 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 pin. chưa Cái cục này đã chưa có sạc, nó có cái cọng cáp này để mà mình sạc cho nó này. Cái này mình có thể kết hợp với cái bộ điều khiển thiết bị trong hồ cá. Bộ điều khiển thì mình sẽ tự động bật sưởi hay là như thế nào đó, mình sẽ connect được từ xa hết mọi người nha, control được hết từ xa đó. Ok rồi, ok mọi người, thì mời mọi người chúng ta đi tiếp nha. Có một cái điều rất là thú vị mọi người, biển số xe ở đây là anh chủ đều lấy cái chữ SDI ha, là tên của công ty mẹ nha mọi người. Đó, số 1, số 8, số 88. Ở bên đây họ có một cái điều hay ho, ở bên đây và ở bên Mã Lai thì họ sẽ tức là cho cái người ta có thể chọn cái chữ cái tên gì. Ví dụ như mình tên tên Tèo hay tên Tí gì đó, mình muốn đặt cái tên vô đó vẫn được nha mọi người, với điều kiện là cái tên, cái số đó, cái chữ đó người ta chưa có đăng ký thì họ sẽ được quyền đăng ký nha mọi người. Đây, trời ơi mọi người, chúng ta nhìn hàng nó đi hàng về như thế này. Thật sự là rất là hoành tráng luôn. Rồi, ok. Ok mọi người, ở đây thì đang có một cái sản phẩm nó cũng nhìn thì nó cũng bình thường nhưng mà nó rất là hay ho nha mọi người nha. Dạ. Cái này là cái 500 trà hồ, cái này nó có thể hít được như là 22 ly các bạn. 28. 28 ly, tức là 2,8 cm. Nếu mà cái kính của mình nó dày dày cỡ đó thì nó vẫn có thể hít được để mà mình trà hồ, trà mặt ngoài và mặt trong luôn. Thì những cái bình thường mà ở Việt Nam mình sử dụng đó, nó sẽ 15 ly. giống như vậy. Đây 15 Nó ly. khoảng tầm 10 15 ly trở lại thôi của RDI luôn mọi người ha. Đó thì lần đầu tiên là mình thấy được cái này. Và nếu như vậy mà anh em chúng ta gỡ ra thì sẽ không thể nào gỡ được. Đó, nó hít cực kỳ chặt luôn, mình phải ngoài cũng không nổi luôn. Không nổi luôn. Bây giờ dạng ở dưới nè bạn. Đó, là cũng không nổi luôn. Đó, mình yếu quá, chứng tỏ là mình rất cái yếu. tay mình quá đó. Đó. Rồi xong rồi mình mới gỡ ra thì mới được, phải có thế nha, thật sự luôn. Mình gỡ không nổi, em gỡ không nổi mọi người. Ok. Đó, nó hít cực kỳ chặt. Đó, bộ này nó có cái hộp. Yeah, already see, Ok, see. ok. Yeah, we already see. Đây. Yeah, I already. Rồi, đây là cái bơm, album mà có pin nha, đi chạc. Không, 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 không có pin. Okay. Cái này không có pin nha mọi người. Không có pin. Cái này là không một có cái làm, bộ không có pin. bộ này là bộ hai vòi có nút chỉnh phía sau. Cái nghe nói bộ này là nó chạy rất là êm nha. Mạnh nữa. Thông số của nó là 5 lít trên phút nhân 2, tức là ở đây nó có hai vòi thì mỗi một vòi sau 1 phút nó là 5 lít, thì hai vòi nó khoảng 10 lít và công suất nó là 3,5 W nha. Chiều cao của cái vòi có thể cách mặt nước từ 2 m đổ lại mọi người nha. Anh em nào mà chúng ta thích cái sản phẩm nào thì mình có thể bình luận bên dưới. Nếu mà mọi người chúng ta quan tâm nhiều tới sản phẩm nào đó thì bên em sẽ mang cái đó về. À, cả nhà ha. Cái nhiệt kế là thấy nó hay ho nè. Cái sưởi có chỉnh nhiệt và có thể smart heater là nó
có thể ngắt điện khi mà mình đem nó khỏi mặt nước, hoặc là mình hạ nước thấp xuống thì nó sẽ ngắt điện. Nó cũng là một cái hay ho. Anh em là chúng ta nhìn qua cái này chúng ta biết nó là cái gì không? Đó. 15.000 lít trên 1 giờ, 35W. Đó. Còn anh em nào chúng ta biết chúng ta bình luận nha. Bây giờ em sẽ xin phép nghiên cứu. Lỡ bây giờ mình khui đâu mà mình review xong rồi mình mua mình bán lại. Mình test luôn nha cả nhà. Mình mua luôn ha. Chứ giờ nãy giờ vô khui hộp nhiều quá. Phải mua mới được. Nó chơi này mọi người, nói chung là em được test để review cho mọi người chúng ta, và được sự đồng ý thì mình mới được review nha. Đây, coi cái nó là cái gì. Đó, đóng xong rồi. Bây giờ sử dụng. Rồi, ok. Đây có một cái cục nguồn và điều khiển. À, nó có nhiều cái mod nè. Cái này chắc đem về test á. Mình test xong rồi được cái dòng như thế nào? Tạo ra cái dòng chảy nó như thế nào, rồi nó mạnh yếu làm sao, rồi nó có tác dụng cho cá như thế nào, thì chắc là em sẽ review cái này sau. Em thấy cái này nó cũng ok đó. Nó có cái này nè, cái cao su nè. Tức là nó có cái độ rung đàn hồi, nó không phải là này, nó là 500 nữa. À. Hít. Là một cái là mình để bên ngoài, một cái mình để bên trong nè. Không gà. Có cao su. Nó chặt ghê luôn á. Nhưng mà nó chặt vậy thì nó mới để vô trong mấy hồ mà kính nó dày được. Chứ nếu mà nó hít yếu quá là để nó đâu có chắc đâu. Đó, nó có cao su nè. Rồi, đây là nhìn sơ qua thì nó là một cái dạng, nó là có thể nói nó là thổi luồng. Đặc biệt là cái này nó sẽ thích hợp cho những anh em chúng ta sử dụng hồ lớn, hoặc là những anh em chúng ta sử dụng mà nuôi cá cộng đồng á, mà cá nó tương tác vật lý với nhau á, thì mình muốn hạn chế mình có thể dùng cái này. Thì thường á, ở Việt Nam mình á, là nó sẽ có những cái thổi luồng mà nó cái dạng nó thổi luồng một cái dòng hoặc là hai dòng nó đơn á. À đây đó. Thì cái này là dành cho những cái hồ mà nó nhỏ hơn xíu. Nè, cái này là cái đơn nè. Này cái đơn nè, này cái đôi nè. Đó, thì ở đây nó cũng có luôn. Cái này là 6.000 lít trên 1 giờ. Còn cái này là 8.500 lít luôn. Tức là cái đơn nhưng mà nó lại công suất nó lớn, công suất mạnh. 18.000 lít luôn. Tức là cái hình nó là như vậy thôi, nhưng mà công suất ở trong đây nó khác nhau nha mọi người. Tức là nó có nhiều cái công suất nha. Ở đây là 25.000 lít trên giờ luôn, 30W. Wow. Nhiều nha. Rất là nhiều luôn. Ở bên đây cũng có nữa nè. Bên trong này là mình có 12.000, có đủ hết luôn. Thật ra cái này á, sao hết rồi nè. Cái này nó là thổi luồng cho nên là nó thổi nước rất là nhẹ, và nó cái nước, cái lượng nước qua cái quạt nó sẽ mạnh hơn. Nó không thể nào mà so với cái bơm nước nha. Ví dụ cái bơm này á, mình thấy là 6 lít thì nó qua một cái ống này nó nhỏ, cho nên là cái lượng nước nó qua mình thấy nó sao ta, nó ít, mà nó chạy qua cái đó thì mình cảm giác nó nhanh. Còn cái này á, nó bự như vậy cho nên là cái lượng nước nó qua nó nhiều, cho nên là cái số lượng lít nó qua nó lớn. Nhưng mà thật sự nó không có phải thổi quá khủng quá mạnh đâu nha. Cái này anh em chúng ta về chúng ta sử dụng qua thì chúng ta sẽ biết được. Chứ còn nếu mà nói mới lần đầu thì nó sẽ khó. Cái này nếu mà em sẽ mang về, em sẽ test và sẽ giới thiệu mọi chúng ta sau. Nếu mà chúng ta quan tâm tới những cái sản phẩm này thì em sẽ mang về test và sẽ giới thiệu mọi chúng ta. Tức là cái nào nó tương ứng với cái hồ nào và cần thổi cho cái gì thì nó sẽ ok hơn ha, chính xác hơn. Nè mọi người, ở đây thì hôm trước em có mang về Việt Nam cái này em test nè. Cây này là cây 300W sưởi nha.
smart heater là cái này là sưởi thông minh, tức là nó sẽ tự ngắt điện khi mà nó lên khỏi mặt nước, và cái nút điều khiển của nó nằm ở ngoài, nó sẽ hạn chế cái việc mà mình sử dụng, mình điều khiển á, nó sẽ ảnh hưởng nhiều cái sưởi, nó cái nút chỉnh nằm đây nè, khi mình sử dụng thời gian lâu ngày nó sẽ dễ bị vô nước và nó rò điện đó. Và ở đây nó cũng có một cái hay là nó có cái hiển thị nhiệt độ luôn, nhiệt độ mình setup và nhiệt độ trong bể cá nữa nha, nó có hai thông số đó luôn đó. Nhưng mà cái này đó, cái này hay nè, nhớ anh em là chúng ta sử dụng cho những cái hồ nhỏ đó, mà dành cho những con cá mà khi mà chúng ta nó bị bệnh á, thì mình chuyển qua cái hồ nhỏ đi mà mình xử lý bệnh nó dễ hơn đó. Hoặc là chúng ta anh em là chúng ta chơi nhiều hồ lớn, chúng ta có một cái hồ gọi là hồ chữa bệnh, thì cái cây sưởi này nó rất là nhỏ mọi người đó, cái sưởi này nhỏ xíu mà dễ thương lắm, 150W nha, nó có 50W nè, 100W nè, 150W. Em mở cho mọi người xem nha. Hôm bữa là review cây lớn, bây giờ sẽ review cây nhỏ. Trời ơi nè, ui dễ thương không, hồi nãy là nhìn hình là tưởng đâu cái này là cái nguồn, cái điều khiển, nhưng mà cái điều khiển nằm đây, cái này là cây sưởi nè. Ồ dễ thương nha, cái này 150W, nó có loại 100W nữa nè, đây 100W nè, có 50W đây nè, đây cái 50W nè đó, ý 150, sao đây nó để đúng rồi, nói chung là nó có, ok, người ta sẽ để đó là nó sẽ chắc chắn nó sẽ có, dễ thương ha, cái sữa nè, super cute, cái cây UV á, sắp tới là mình sẽ thiết kế nó là ná giống vậy, nó có cái lớp nhựa bên ngoài đó. Ngay cả mà anh em chúng ta lỡ chúng ta quên chúng ta bỏ vào trong cái bể chính của hồ cá nhà mình á, nó cũng không đến nỗi mà làm cho con cá mình bị tụt nhớt và ảnh hưởng tới sức khỏe của cá nhiều. Rồi những cái cây sưởi bình thường á, nó nếu mà để vào trong cái hồ cá ở cái UV á, nếu mà để trong hồ cá mà nó trần á, nó không bột nhựa thì ngấm á, cá sẽ ngấm. Cái này hay nè. Ok mọi người, thì hiện tại cái mẫu UV á là mình em đang thấy ở đây có một cái mẫu UV này mà hầu như là chưa thấy ở Việt Nam. UV này có 3W này ha, em coi cái những cái thông số mà nó có 3W. 3W cái này cái nhỏ thôi. Nhưng mà nó có cái công suất lớn hơn nha. Ở đây họ chắc có lẽ là họ không trưng bày hết ở đây, nhưng mà bữa trước là em có coi trên là nó có cái là công suất lớn hơn. Và cái này nó có cái con bơm. Này, con bơm nhỏ dễ thương lắm. Đó, thì nó sẽ một đầu in, một đầu out, cắm điện vô thì nó sẽ nước nó sẽ chạy qua đây, và trong đây nó có cái đèn UV trong đây, và nó sẽ diệt cái UV cho mình ha, diệt tảo trong nước cho mình. Đó. Nè, đầu in, đầu out. Đó. Đó. Nó này nó nhỏ gọn mà công suất lớn hơn này cũng có. Thì tùy theo, nhưng mà cái này để vô trong hồ chính thì nó hơi vướng, nếu mà anh em chúng ta xài hồ lọc dưới thì chúng ta để hồ ở dưới thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà do nó bắt buộc nó phải xài cái bơm cho nên là nhìn nó hơi thô, cho nên là em đang nghiên cứu làm một cái mẫu UV mà nó dạng kiểu này, nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ hơn, có hẹn giờ bảo vệ được cá, mà nếu mà lỡ chúng ta để trong hồ chính nó vẫn ok, sẽ làm cái đó sau nha. Còn hiện tại cái mẫu UV cũ á, bên đây thì họ vẫn có. À cái này sưởi thường nè. Sưởi này, cái này nó không phải là smart heater nha, nó không phải là sưởi thông minh. Cho nên là cái mẫu này em sẽ không mang về. Không mang về mẫu này nha. Mặc dù nó rẻ. Nó rẻ hơn nhưng mà mình không mang về cái đó, tại vì nó không có gì hay ho, nó không có khác những cái sản phẩm bình thường. Đó. Em mới hỏi được cái giá của cái nhiệt kế thì nó cũng rất là mềm, chắc chắn sẽ mang về cho mọi người chúng ta ha.